chỗ Vạn Phúc này thì chỗ cuối cuối huyện đây. Tức là từ đây xuống đấy là khoảng chiều. Rồi, không chiều cũng được. Ở trong này hôm nay là chỗ chỗ lắp đặt cho bạn. Đấy. Thì hôm mai là việc khác. Ừ. Nguyễn Văn Tiệp. Tiệp à? Ừ. Địa chỉ nhà mình chính xác nhé. Ừ. Địa chỉ chính xác đi anh. Ừ. Tức là thôn 3 xã Vạn Phúc. Cạnh nó rất dây là chở bằng xe máy hay chở bằng xe ô tô? Chắc đi ô tô rồi. Đi ô tô thì xe máy về xuống. Kể mà sắp xếp mà đi được luôn thì về luôn cùng cả luôn. Nhưng mà xe thì đang đi Hải Dương rồi. Một xe Hải Dương, một xe Sáng gọi điện lên đây thì bảo là nếu mà xe ở nhà mà bận thì là thuê xe khác. Nhưng mà sáng trước khi chú đi là chú có sáng nay thì hai xe đi ạ. Thoải mái chú ạ. Phải khé và tai nhau thì mới nghe mới nghe thấy đúng không?